Chào mọi người, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ thuyết trình về project của mình, đó là Fashion Item Classification, cũng như các bước mình làm cái project này. Đầu tiên, mình mail với Drive để mình có thể lưu lại model đặt trend của mình. Thì những lần kế tiếp mình có thể load nó lên thôi, không cần phải trend lại. Kế tiếp thì mình import các thư viện cần thiết cho cái model của mình. Sau đó thì mình load data. Thì tập data ở đây mình sử dụng là tập Fashion MNIST của Keras. Về kích thước thì tập này có 60.000 ảnh trend và 10.000 ảnh dùng để validate. Sau đó thì mình demo một số hình ảnh của tập Fashion MNIST này. Đây là một số ví dụ thì tập này nó có khoảng 10 món như là t-shirt, trouser, pullover, vân vân. Và sau đó là mình sẽ tiền xử lý tập dataset trước khi train. Thì đầu tiên mình sẽ scale data là chia nó cho 255 để tập data của bạn từ 0 đến 20, những cái con số giá trị từ 0 đến 255 sẽ chuyển thành từ 0 tới 1. Kế tiếp là mình encode cái tập y của mình bằng two categorical equal. Sau đó mình sẽ reshape nó lại để nó có thể fit được với input của mạng CNN. Sau khi tiền xử lý xong data thì mình sẽ build model. Thì model ở đây thì mình sử dụng model CNN truyền thống. Mình sử dụng hai lớp convolutional và max boolean để giảm chiều. Thì số filter là mình tăng nó lên gấp đôi sau khi đi về sau. Ở đây mình có comment một cái hàng thì drop out này mình không dùng sau hai lớp này, mình chỉ dùng dưới này thôi, thì nếu mà bạn dùng ở đây thì nó sẽ không có ý nghĩa. Về phần này thì mạng neural network của mình sử dụng lớp dense với 256 nó và drop out để mình để cái model của mình không bị overfit. Cuối cùng là mình dùng hàm activation softmax để predict cho 10 cái item của mình. Đây là summary. Sau đó thì mình combine nó. Ở đây là điểm mà mình sử dụng optimizer. Thì optimizer ở đây mình sử dụng là gradient descent có thêm momentum. Thì momentum nó giống như là đà giúp cho cái gradient descent của bạn thoát khỏi được cái local minimum và tiến được tới cái global minimum. Ở đây là bước train model. Thì sau khi train thì mình evaluate nó, thì độ chính xác của tập validate là đạt khoảng 91%. Đây là bước mình lưu lưu lại model của mình và gần liên mình muốn. Sau đó là plot cái learning curve của mình để đánh giá được cái model của mình có học tốt hay không. Thì theo như mình thấy thì model fit khá tốt với lại tập data. Thế tiếp là predict. Thì sau khi train xong model, mình sẽ dùng nó để dự đoán với tập test và coi xem nó sai sai đúng ở chỗ nào. Đây số hình ảnh là mình predict. Kế tiếp thì mình sử dụng confusion matrix thì để mình giải thích thì ở hàng đầu tiên nó là những món thực sự là t-shirt, những món là t-shirt top, và ở cột đầu tiên đó là những món được dự đoán, được predict là t-shirt top, nghĩa là ở cái đường chéo này là những món là được dự đoán là chính nó luôn. Chẳng hạn như 882 cái t-shirt được dự đoán là t-shirt. Dựa vào đó thì mình biết được ở đây là có món shirt. Shirt thì bị dự đoán sai nhiều nhất khi chỉ có 703 món là được dự đoán đúng, và có 129 món bị dự đoán nhầm thành t-shirt. Rồi ra thì mình có thể thấy là trouser hay là ankle boot bị dự đoán khá là chính xác. Thì dựa vào confusion matrix thì mình có thể cải thiện được model của mình.
Sau cùng thì mình test thử với vài hình ảnh tải về trên mạng. Đây mình sau khi xử lý data cho nó phù hợp với lại cái model thì mình predict nó. Thì điểm bất lợi của cái model của mình là chưa train thực sự đúng lắm với cái hình ảnh tải trên mạng, do là cái màu nền nó khác nhau, mình phải đảo lại ở chỗ này, bởi vì khi mà mình nền trắng á, thì cái độ dự đoán sẽ sai. Đó là bộ check của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sao?